Gia kênh Lê Nguyễn mến chào quý bà con và các bạn đã xem kênh nha. Hôm nay tiếp tục mình trở lại nhà vườn chị Trung Võ, có một số mặt hàng hoa giấy cần giao lưu với bà con nha. Rất là đẹp luôn, ngũ sắc thái, những cái loại tuyết siêu hoa. Nên sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn chị Trung Võ, rất là quen thuộc luôn ạ. Rồi chào Lê Nguyễn ha, chào quý cô chú yêu hoa giấy cả nước. Rồi cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cái clip đầu năm mới ha. Rồi hôm nay mình đến với cái clip tiếp theo cũng là hàng mini ha cả nhà. Nhưng mà ba cái ngũ sắc này hôm nay là không được ngũ sắc nha, bốn màu thôi cả nhà. Rồi cái đầu tiên, mã số 1, hoành 12, cao 80, tán ngang là 77. Rồi cây này 4 màu, em giao lưu với cả nhà mình 280k bao ship toàn quốc ha. Cho mã số 1, 4 màu. Cây này hiện tại là thiếu màu cam ha cả nhà. Màu đỏ, màu vàng, trắng phớt hồng và tím sen, mà là thiếu màu cam. Rồi 280 bao ship toàn quốc ha. Cây cũng đang rực rỡ bông luôn bà con ơi. Rất là đẹp. Tiếp theo mã số 2. Cũng là 4 màu, một rễ co lắc. Rồi cây này hiện tại là thiếu trắng phớt hồng ha. Rồi cây này thiếu trắng phớt hồng 4 màu, cũng 280 luôn. Hoành 12, cao 85, tán ngang 55 ha. Rồi cũng 280 bao ship toàn quốc luôn. Mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Tám luôn ha cả nhà. Hoành 13, cao 75, tán ngang là 70, thiếu vàng, thiếu màu vàng, bốn màu ha cả nhà, 280. Cây 280 giá cũng rất là mềm nha bà con, được bao ship trên mọi miền tổ quốc luôn, bà con mình ở nơi nào trên đất nước Việt Nam đều mua được hết nha. Số 4, hoành 13, cao 90, tán ngang 70, 280. Cây này thiếu màu tím sen ha cả nhà, thiếu màu tím sen, có màu tím sen của giấy Mỹ thế vô. Nhưng mà cả nhà không có nên chừa nha, nên lặt bỏ những cái tược với Mỹ đi để nó nuôi cái bo ghép của mình ha. Cả nhà chơi hàng ghép và cả nhà phải lặt bỏ hết ba cái tược của thân chủ ha, để nó nuôi cái mầm ghép được tốt ha. Cả nhà chừa thân chủ là nó nuôi con ruột, nó bỏ con ghẻ lại là thời gian sau sẽ bị chết bo ha cả nhà. Bà con mình chơi hoa giấy ghép nên lưu ý vấn đề của chị Nhung vừa nói nha bà con. Mã số 5, hoành 12, cao 80, tán ngang là 70, 280k bao ship toàn quốc. Cây này đã lại thiếu màu tím sen ha. Cây này vàng đỏ, cam, trắng phớt hồng, thiếu tím sen. Mã số 7. Mã số 6, hoành 12, cao 95, tán ngang là 72, 280 bao ship toàn quốc. Cây này thiếu màu cam, màu cam hả cả nhà, 280. Cây số 7, hoành 12, cao 90,
8.065. Đỏ, cam. Trang Phước Hồng có. Tím sen có thể thiếu màu vàng. Này thiếu màu vàng cả nhà. Thiếu màu vàng. 208 vào ship toàn quốc ha, mã số 7. Tiếp theo. Mã số 8. Hoành 11, cao 75, 8.000 là 53, 208 luôn hay cả nhà. Mã số 8, 208, mã số 8, cây này thiếu màu à. Thiếu vàng. Thiếu màu vàng đúng rồi, thiếu màu vàng ha. 8. Theo cây số 9. Mình 12. Cao 1 m. 8.000 là 67. Cây này là thiếu trắng phớt hồng. 208 bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 10. Quanh 15. Cao 85. 8.063. Cây này thiếu màu cam ha. Cam nè. Thiếu màu đỏ. Thiếu màu đỏ. Cam có, vàng có, hồng sen, trắng phớt hồng, thiếu đỏ. Thiếu đỏ ha. Rồi cũng 208 luôn hay cả nhà. Góc rất là đẹp ha. Góc quán đẹp. 208 là ship toàn quốc luôn hay cả nhà. Rồi. Em có loại 5 màu nhưng mà cơi tàn á. Hẹn cả nhà clip sau á. Nó có hoa rồi em mới lên giao lưu với cả nhà ha. Tiếp theo là cây hồng gân. Một rễ lắc lượng luôn hết cả nhà. Hoành 11. Cao 80. 8.000 là 57. Rồi. Cái hồng gân này giao lưu với cả nhà mình 208 luôn ha. 208 luôn. Bao ship toàn quốc luôn ha. Mã số 11, cây hồng gân. Tiếp theo mã số 12. Hoành 13. Cao 75. 8.000 là 65. Rồi, cây này 208 luôn hả cả nhà. 208, cây 12. Và ship toàn quốc. Tiếp theo, cây 13 là một cây trắng tiết. Dán bài ha. Này cả nhà mà kiếm dán đổ, đổ ra ban công này kia đời, cây này là quá thích hợp luôn hả cả nhà. Hoành 13. Cao 66.
Tàn 45. Rồi cây này em giao lưu cả nhà là 200k, em bao ship toàn quốc ha. 200k. Dán bài này mình đóng hơi cực ha. Đóng cái thùng to nên phí nó hơi cao hết cả nhà. Mười bốn, một cây trắng tiết, quanh 12, cao 36, tán ngang là 47 ha. Rồi cây này 180, em bao ship toàn quốc ha, cho cây mã số 14. Theo số 15. Cây 3 màu. 15 là cây 3 màu ha. Cái này chậu to hơn ha cả nhà. Cây nhỏ thì em bán giá nhỏ, còn cây to thì em bán giá to hơn ha. Cả nhà thấy 3 màu rồi cả nhà đừng so sánh bằng giá tân nghiệp vườn nha cả nhà. Hoành 14 ha. Cao 65. Cái tàn này cắt cơi rồi ha, cắt cơi rồi mà nó cũng 52 nè. Này nè, mình về là nó sẽ ra tược, nó ra hoa tiếp ha cả nhà. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà 230k, bao ship toàn quốc, cây mã số 15 ha. 3 màu, tím tiết, trắng tiết, rồi đỏ rượu vang ha. Tiếp theo, mã số 16. Cây 3 màu. Quỳnh 14. Cao 60. Tán ngang là nó còn ra nó ngang nha. Cái này cây tàn rồi ha. 40 ha. Rồi cây này 230k, bao ship toàn quốc ha. Cục rễ luôn ha. Rễ này quấn thành một cục luôn. Mã 16, 230, bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã 17. 3 màu luôn ha cả nhà. Bình 12. Cao 67, tán ngang 50, 230 luôn ha, bao xíu toàn quốc. Những cái này là em cơi tàn hết rồi ha cả nhà, cái lô lớn là em cơi tàn hết rồi là nó sẽ bung tàn ra nữa ha, cả nhà yên tâm ha, cái tán mình nó sẽ to ra nữa. 37, 230. Tiếp theo, mã 18. Cây 3 màu ha. Hoành 10. Cao 80. Tán ngang là 50. Rồi cây này em cũng giao lưu với cả nhà mình 230k, bao ship toàn quốc. Mã 19. Hoành 12. Cao 66. Tán ngang là 47 ha. Rồi cái này em cũng giao lưu với cả nhà mình 230k, bao ship toàn quốc luôn. Mã 20. 3 màu luôn ha. Bài ha. Mình 13. Cao 65. Tán ngang 50, 230k, bao ship toàn quốc luôn ha, 3 màu luôn ha cả nhà. Mã 21 cũng là cái 3 màu. Hoành 12. Cao 66. Tán ngang 44. 230, bao ship toàn quốc cho cây 21. Số 25. Tới 21 và tới 22. Ủa trời ơi trời.
22. Cũng ba màu Ba rồi. mạo luôn ha. Quanh 12. Cao 64. Tán ngang 55. 230 bao ship toàn quốc luôn cả nhà. Hai mươi ba. Một màu. Trắng tiết. Quanh 11. Cao 58. Tán ngang 54. 230 bao ship toàn quốc hết cả nhà. 230 bao ship toàn quốc. Theo cây này hai màu. Nó 24. Mã 24. Quanh 10. Bài nghe cả nhà. Cao 5, cao 64. Tán ngang 50. Rồi 230 luôn ha. 230 và ship toàn quốc luôn ha cả nhà. Tiếp theo 25 là cây cành vàng lá ngọc ha. Quanh 13. Cao 72. Tán ngang 50. Rồi cây này cũng 230k luôn ha, em bảo ship toàn quốc ha. 25. 230. 26. Gì? Nó 24. À mấy rồi? Trời ơi, 25 là 26 đúng rồi. 26. Quanh 13. Sao nó cứ muốn ngã không vậy? Hồng gân. Cao 80. Tán ngang 66. 280k bao ship toàn quốc ha. 280 bao ship toàn quốc. 26. Tiếp theo 27. Mini ha. Quanh 10. Cao 55. Tán ngang là 45. 160 bao ship toàn quốc ha cả nhà. 160k. Bao ship toàn quốc cái cây một rễ dáng bay ha. 27. Theo 28. Quanh 11. Cao 44. Tăng ngang cũng 52 hết cả nhà. Rồi, cây này 180 bao ship toàn quốc ha. Cẩm thạch lá nhỏ siêu bông ha. Bà lai can. 180 bao ship toàn quốc cho cây 28. Tiếp theo là cây 29. Cây 29. Quanh 10. Cao 55. Tán ngang là 54. 180 luôn ha.
bao xếp toàn quốc cái cây 29. Tiếp theo 30. Vành chín cao 62, tán ngang cũng 62, 180 luôn ha, 180 cho mã 30. Tiếp theo mã 31, vành 10 cao 63, tán ngang 62, cũng 180 luôn ha. Cây 31, 32, quanh 12, cao 50, tán ngang là 45. Rồi cái này giao lưu cả nhà mình 108 luôn ha, bao ship toàn quốc luôn ha. 108. Tiếp theo, cây 33 cũng là cây cuối clip ha, là cây trắng tiết dáng bay ha cả nhà. Quanh 11. Cao 69. Tán ngang này cây tàn rồi nó còn nhỏ ha, 33 ha. Rồi cây này dán bay 230k luôn cho cả nhà mình sưu tầm màu trắng ha. Rồi chúc quý khách xem clip thật vui vẻ ha. Rồi cả nhà cũng cần sỉ lẻ thì liên hệ số điện thoại giúp cho màn hình ha. Rồi hẹn cả nhà clip tiếp theo. Rồi em cảm ơn chị Nhung, bye bye bà con nha, chúc bà con xem clip thật vui vẻ ha. Và hẹn bà con mình gặp những clip tiếp theo.